Giữ thói quen uống nước mát lạnh mùa hè, dừng lại trước khi quá muộn. Trong cái nóng oi bức của mùa hè, việc uống một ly nước lạnh thường được nhiều người lựa chọn để giải tỏa cảm giác nóng bức và mang lại sự sảng khoái cho cơ thể. Tuy nhiên, uống nước lạnh không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt cho sức khỏe. Dưới đây là một số tác hại không mong muốn mà cơ thể phải đối mặt nếu bạn thường xuyên uống nước lạnh vào mùa hè. 1. Gây vấn đề về tiêu hóa. Khi uống nước lạnh, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột trong dạ dày có thể gây trở ngại cho quá trình tiêu hóa và làm cho cơ thể khó tiêu hóa thức ăn hơn so với thông thường. 2. Giảm nhịp tim. Các nghiên cứu cho biết việc uống nước lạnh có thể làm giảm nhịp tim của bạn. Nguyên nhân là do dây thần kinh phế vị bị kích thích. Đây là một phần quan trọng trong hệ thống thần kinh tự trị của cơ thể, đóng vai trò trung gian trong việc làm giảm nhịp tim. 3. Gây đau họng. Nếu bạn uống quá nhiều nước lạnh trong mùa hè, có thể gây đau họng, nghẹt mũi và ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Hơn nữa, việc uống quá nhiều nước lạnh còn có thể khiến các chất nhầy tích tụ trong đường hô hấp, gây nghẹt mũi và cổ họng. 4. Tăng độ nhạy cảm của răng. Uống nước lạnh có thể làm tăng độ nhạy cảm của răng do sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Khi bạn uống nước lạnh, ngà răng, lớp mô cứng bao quanh tủy răng sẽ co lại. Điều này có thể kích thích các dây thần kinh trong tủy răng, gây ra cảm giác khó chịu hoặc đau nhức.